Mai 31 rồi đó, anh có muốn mình gặp nhau không? Xong rồi làm cái gì đó để tiễn năm cũ đón năm mới luôn. Mà ông ra đường á, ông coi chừng bị trâu đá, bò đá, sư tử đá, tôi đá chết ông nữa. Nhất định sẽ được. Sitcom Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2018 trên kênh HTV7.